Xin chào tất cả mọi người, mình Tuấn Tạ đây mọi người ơi. Nay Tuấn đang bán cây sườn Taiwan hiệu Fuji của Nhật nha mọi người. Cây này là cây sườn full carbon chính hãng. Cây này thì nó là màu ghi, màu lông chuột. Màu này thì nó còn, cây này còn khá đẹp mọi người. Chỉ có một vết xước chạy nhẹ ở dưới cái gấp sau thôi. Lát Tuấn sẽ chỉ cái phần chạy đó mọi người xem ha. Rồi đứng quay sơ cây sườn này. Cây sườn này thì nó xài chén cổ FSA. FSA này là cái hãng nổi tiếng chuyên về bạc đạn, nhất là bộ bạc đạn chén cổ nha mọi người, rất là êm ái và mượt. Cái thứ hai nữa thì cái cây sườn này thì nó, cái bản này gọi là bản Renfordon. Cây sườn Fuji này nó bản Renfordon. Renfordon này là cái khẩu hiệu của đạp đường dài mọi người, nó gọi là giống như là đạp Century bên Mỹ á. Thường thì những cái ký hiệu gọi là Renfordon hay là Century là người ta biết là đạp đường dài. Thì cái bản của cây sườn này là chuyên để đạp đường dài. Đặc biệt cây sườn này thì nó thiết kế riêng cho cái bản gọi là Renfordon. Thì cây này zin hết nha mọi người, nước sơn zin và tem zin luôn, chưa có qua dặm tút gì hết. Mà cây này thì Tuấn bao lỗi, không có lỗi lầm gì hết nha mọi người. Tuấn quay sơ mọi người xem ha. Cốt yên thì nó là xài cốt yên, đang là cốt yên không độ mọi người. Cốt yên thì chuva tiếp, cốt yên không độ. Cốt yên này còn lên cao được nữa nha mọi người. Tại Tuấn hạ xuống nó vậy nó còn lên cao nữa. Mọi người nhìn thấy ha, cái đây là bản carbon, này là carbon C5 á. Cây Fuji này carbon C5. Bát đời thì zin theo sườn luôn. Cây này là sườn âm nha, cây này đi dây âm nha mọi người. Cây này cũng đời cao á, đời này nó đi dây âm khoảng đời 2015-2016 á. Rồi Tuấn quay mặt bên đây mọi người coi ha, quay từ trên ha. Phần cổ thì còn khá cao nha mọi người. Cổ này là còn cao á. Cổ này chim cỡ thêm một miếng nữa, chim còn cao á, còn dư cao. Rồi về phục trước thì không có chạy xước gì hết. Mặt trong mặt ngoài đồ cũng đều đẹp nha mọi người. Rồi mặt đây là mặt bên phải. Mặt bên phải thì nó khá đẹp, không chạy xước gì hết. Sườn này thì nó có BB nó là BB86F, là trục 24 Shimano sẵn luôn nha mọi người. Mọi người về gắn giò Shimano vô thì chạy thôi. Rồi phần bách đề thì không có chạy xước, không có sức mẻ gì hết nha mọi người, zin hết luôn. Bên đây cũng vậy. Rồi cái này là Tuấn đo cái cây ngang cho mọi người xem nha. Cây ngang này thì mọi người coi, Tuấn đo từ tâm cốt yên cho tới tâm cổ thì nó là khoảng 51 á mọi người, nó 51 á. Còn cây đứng á, cây đứng thì Tuấn đo từ tâm BB, từ tâm BB ha mọi người ha, lên tới ngay cốt yên là nó là 47 nha mọi người, 47 á. Cây đứng 47, cây ngang là 51. Rồi bát sang dĩa là zin luôn ha mọi người nha. Bát sang dĩa là zin luôn. Rồi cây này nó là size SM. Cây này size SM, tem đồ đầy đủ hết nha mọi người. Rồi Tuấn lật Tuấn cho qua mặt bên kia mọi người xem ha. Tuấn cho qua mặt bên này. Rồi mặt bên đây thì cũng y như mặt kia luôn. Về cái phần cây phục trước á thì trước sau gì cũng còn rất là đẹp nha mọi người, không có chạy xước gì hết. Rồi mọi người xem ha, đây không có chạy xước gì hết. Sườn này là đời cũng cao á, đi dây âm đời cỡ 2015-2016 nha mọi người. Rồi cái phần cái gấp sau á thì chỗ này nó có chạy nhẹ chỗ này nè mọi người nhìn ha, thấy Tuấn chỉ là ha. Nó có chạy nhẹ chỗ này mọi người nha, chạy nhẹ tí xíu đây thôi. Rồi ngoài ra vậy thôi chứ không có chạy chỗ nào nữa hết nha mọi người. Rồi Tuấn lật cái đáy lên cho mọi người coi tem chính hãng nha. Này còn tem mã code đồ đầy đủ nha mọi người. Đó, cây sườn Fuji chính hãng, tem mã code đồ đầy đủ hết. Cây này là đi về âm rất là đẹp. BBF trục 24 Shimano. Về gắn giò Shimano vô thôi là chạy. Cây ngang là 51, cây đứng là 47, thích hợp cho chiều cao là từ 1m62 cho tới 1m78 nha mọi người. Cái cây sườn Fuji này á, là còn khá đẹp nha mọi người. Chia bề cái cây ngang của nó là 51, cây đứng là 47. Mọi người quan tâm cây sườn này thì Tuấn bán với giá là 14 triệu nha mọi người. Cây sườn Fuji với giá 14 triệu.
Mọi người quan tâm thì gọi cho Tấn số điện thoại 0908 228 222. Một cây sườn Fuji, nước sơn zin, chưa qua dặm tuốt gì hết, màu ghi. Cây ngang là 51, cây đứng là 47, full carbon. Tem tiết là còn đầy đủ hết nha mọi người. Tấn bán với giá là 14 triệu. Giá này chưa có bao ship nha mọi người. Mọi người mua thì vui lòng thanh toán tiền ship thì nhận hàng hộ Tấn nha. Rồi. Tấn cảm ơn mọi người xem video. Mọi người quan tâm thì gọi cho Tấn ở số điện thoại 0908 228 222. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Rồi.